Chào các bạn, ở đây mình có căn phòng ngủ và mình đang render một cảnh khác. Và đây là một cái cảnh mà mình render xong rồi. Thì hôm bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đặt đèn và thiết lập ánh sáng ban đêm để render được ra như ảnh này. Thì ảnh đây là mình vừa render xong mà mình chưa chỉnh sửa Photoshop hay là qua bất cứ phần mềm nào. Thì bạn nào có thể giỏi Photoshop có thể chỉnh sửa Photoshop cho ảnh của mình thêm đẹp và sinh động hơn. Còn mình thì mình cũng không giỏi Photoshop lắm. Nên mình render xong thì gần như mình cũng gửi cho khách hàng xem. Ok, thì bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt đèn để render được như này. Còn về vật liệu ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở một bài khác. Vì cái series hướng dẫn dạy SketchUp miễn phí của mình ấy, thì sắp tới cũng đã chuẩn bị đến bài buổi về vật liệu rồi. Nhưng mà các bạn theo dõi thì có thể đăng ký kênh của mình để theo dõi và đón chờ video mới nhất của mình nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình có một căn phòng ngủ. Trước tiên thì mình sẽ setting cho nó về ban đêm. Thì các bạn vào mục shadow. Các bạn vào mục shadow, các bạn để giả dụ như ở đây mình đang để 1 giờ đêm. 1 giờ 30 sáng ấy, có nghĩa là 1 giờ đêm đó. Thì gần như là ánh sáng môi trường sẽ không có gì. Đây vị mình sẽ test cho các bạn xem. Mình sẽ tắt hết mặt trời, tắt hết các đèn đi. Đó. Đây, các bạn có thể nhìn thấy bài của mình tối om. Các bạn nhìn đến những cái đốm trắng này, nó chính ra là cái vật liệu phát sáng để dành cho downlight thôi. Tiếp theo thì mình sẽ đặt đèn spotlight. Thì các bạn nên để những cái đèn này của bạn thành component này. Khi các bạn đặt vào đây một cái đèn spotlight thì tất cả các đèn khác cũng đều có spotlight. Ngày trước mình hay dùng đèn IOS nhưng bây giờ mình gần như mình hạn chế dùng đèn IOS. Vì có một điều là khi các bạn dùng đèn IOS thì khi các bạn mang file đi thì các bạn phải copy cái đèn đấy đi. Thì mình ở đây mình thường xuyên hay phải mang file đi. Thì chuyển sang các máy khác nhau ấy thì mình đã nên mình sử dụng đèn spotlight. Thì với đèn spotlight thì khi copy file đi thì mình không phải mang theo file EOS. Các bạn đặt đèn đây và thông số ở bài mình, ví dụ ở đây mình có đèn spotlight, đây là chính là đèn downlight, mình để thông số là 50 này. Và đây là góc sáng này. Cái góc sáng này khi các bạn để càng cao ấy, có nghĩa là giả dụ như 80-90 thì cái độ chiếu sáng của nó càng rộng. Còn các bạn mà để cái góc cone angle này, các bạn mà để nhỏ thì cái ánh sáng nó chiếu xuống nó sẽ thành những cái tia nó sẽ nhỏ lại. Còn cái penumbra angle này thì nếu các bạn để không ấy thì những cái viền đèn đường đèn chiếu sáng trên tường cho các bạn ấy thì nó sẽ sắc và nó không được mềm mại. Nếu các bạn để càng cao thì cái độ chuyển ánh sáng này, cái độ chuyển ánh sáng của nó càng mềm mại. Ví dụ ở đây mình sẽ để không cho các bạn xem này, các bạn có thể nhìn trên này đó, những cái chuyển ánh sáng là nó rất là sắc. Và mình để 15 này thì các bạn có thể thấy là cái độ chuyển ánh sáng nó sẽ mờ đi. Và cái này mặc định của nó là linear này, mình cũng không thay đổi gì cả. Ở đây thì cái decay này mình chọn inverse square. Ok nhá, mình không giỏi tiếng Anh thì mình nói những sai thì các bạn cũng đừng cười mình nhá. Đó, thì cái nguồn sáng chính của mình spotlight này, các bạn có thể mình sẽ test thử cho các bạn khi các bạn đặt thêm một cái đèn spotlight thì bài của mình sẽ như thế nào nhé. Đó, các bạn có thể thấy sau khi mình đặt chỉ 5 cái đèn spotlight thì không gian căn phòng của mình đã có ánh sáng rồi. Cái độ chiếu sáng này tùy từng thuộc diện tích căn phòng các bạn nhé. Với lại tùy từng cái mật độ đèn của các bạn. Các bạn có thể tăng cái số đề cường độ này, cường độ 50 này. Ở đây mình đang để watt thì các bạn có thể để diffuse cũng được. Ở đây mình để watt mình đang để 50 ấy. Cái số đây là cường độ. Nếu các bạn thấy tối các bạn có thể tăng lên. Và các bạn thấy sáng thì các bạn có thể giảm nó xuống. À, xin lỗi các bạn, bây giờ mình cho các bạn kiểm qua thông số cài đặt. Ví dụ nó liên quan đến ánh sáng, ví dụ camera này mình đang để
ISO là 200 các bạn nhé. Và khẩu độ của mình đang để 10. Và màn tốc độ màn chập ấy là đang là 50. Thì ở đây mình có thể thể cái EV đang là 11,288 này. Đó. Và cái phần color mapping ấy mình đang để 0.1 các bạn nhé. Đó thì có hai thông số nó ảnh hưởng đến ánh sáng thì mình đã chỉ cho các bạn xem rồi. Về phần đèn ấy thì khi mà mình có cái đèn spotlight này, các bạn nhìn thấy ánh sáng phù hợp rồi ấy, thì các bạn chuyển sang đặt đèn trang trí. Ví dụ như ở đây thì mình có những cái đèn rectangle ở những cái đáy tủ này, mình làm cho thêm bài thêm sinh động. Và giả dụ ở ngoài thực tế thì nếu các bạn làm thêm những cái đèn này thì đồ của mình cũng sẽ đẹp hơn. Đây, những cái dưới chân tủ mình có những cái đèn, mình đặt duy nhất một đèn rectangle thôi. Để đèn rectangle thì các bạn kích vào cái rectangle này thôi, các bạn kích thành hình chữ nhật. Các bạn nếu các bạn giữ shift ấy thì khi các bạn giữ shift thì cái hướng mũi tên này các bạn sẽ điều khiển cái hướng mũi tên thuận tiện dễ dàng hơn để các bạn đỡ phải quay đèn hay nào đấy. Thì cái này mình đã hướng dẫn ở bài trước rồi, bạn nào chưa biết có thể xem lại cái mẹo sử dụng của mình nhé. Đây thì sau khi mình đặt đèn rectangle, ở đây mình đang để thông số là cường độ là 300 này, và cái U size hay là V size này chính là nó là kích thước của cái đèn thôi. Đó, còn lại tất cả các thông số mình giữ nguyên nhé. Diffuse này, phần option này, mà nếu các bạn muốn ẩn đèn thì các bạn tích vào invisible này. Nếu các bạn ở đây mình đặt đèn đèn H ở đây thì thực tế nếu các bạn đặt đèn ở đây thì nó cũng sẽ có một cái vệt sáng đây, thì mình sẽ không ẩn đèn đi. Nếu các bạn giả dụ như trợ sáng ở cửa sổ ấy các kiểu ấy thì hoặc là đèn trần này, các bạn nên tắt cái đèn này đi. Và mình tắt luôn cái phản xạ nhá. Mình tắt cái phản xạ đi. Đó, và cái phần Macline này, ở cái phần tab này. Xin lỗi các bạn. Đây phần tab này. Các bạn khi các bạn muốn đặt đèn Macline thì các bạn click vào cái group cuối cùng nhé. Ví dụ ở đây giả dụ nhiều group chồng nhau này, các bạn để ý nhé, một cái này, hai cái này, ba cái này. Các bạn phải click vào cái group cuối cùng ấy thì các bạn sẽ tích vào cái phần này này. Ở đây mình đã đặt đèn rồi, đây mình đã đặt một cái Macline rồi nhé, và thông số của mình đây. Đây mình đặt tab này, mình tên tab này, thì mọi thứ mình để diffuse thôi. Đây mình cũng không ẩn đèn, cũng để tất cả diffuse. Mình không chỉnh sửa thông số cài đặt nhé. Mình chỉ để cường độ là 50 và tùy chỉnh cái sáng của mình là hơi ấm áp một chút, là hơi vàng một chút. Cả đèn dọi như thế, đèn dọi thì mình các bạn có thể dùng đèn trắng hay đèn vàng. Đây mình đang với bài này thì mình bài với thiết kế của mình nó đang nhiều tông màu lạnh, thì mình đang để ánh sáng màu vàng này nó cho nó thêm một chút ấm áp. Ok, thì các bạn để ý đây có một cái đèn mà trong Vray nó các bạn không có cái này. Thực ra là cái này chính là cái đèn Sphere Light của cái của một cái Vray cũ, Vray 2.0. Đây thực ra cái này là một thư viện mà mình tải về, thì nó đã có sẵn ba cái đèn này rồi, thì nó là ở phiên bản cũ thì nó sẽ hiện những cái hình khối như thế này. Ở Vray nó sẽ chỉ là hiện các nét thôi, đây thì nó đang thể hiện khối đặc. Vì đây mình có ba ngọn nến, và đây mình có thể ẩn đi cho các bạn xem ba ngọn nến. Bây giờ mình không hiện rồi, mình mất cái map ngọn nến đấy nhá. Ở đây mình đã bị mất cái map của ngọn nến, thì các bạn có thể tạo cho nó một cái map, import cái hình ngọn lửa cháy vào đây. Đấy thì mình chỉ đơn giản thế thôi, mình chỉ có đặt ba cái đèn, thì bởi bản thân mình đặt mỗi đèn spotlight nó đã đủ ánh sáng rồi, còn những cái đèn kia là để trang trí cho nó bài cho mình thêm sinh động thôi. Còn đây mình là rèm, ngoài này mình có cửa sổ, nhưng ở đây mình tắt hết ánh sáng mặt trời và để là không thời gian là ban đêm rồi thì nó sẽ không có ánh sáng chiếu xuyên qua rèm nữa. Rồi tiếp đó về phần cài đặt thì mình cài đặt qua một chút, ví dụ như khổ ảnh render này mình đang để tỷ lệ là 43,
bạn có thể tùy chọn tỷ lệ đúng kiểu là 16:9 này, đúng như màn hình TV này các bạn, hay là 1:1 thì tùy thuộc vào cái không gian làm việc của các bạn hay là cái bối cảnh các bạn muốn render thì các bạn đặt cái tỷ lệ này. À, phần trên này thì mình cũng không chỉnh sửa nhiều đâu. Phần các bạn tích vào cái ambient này là để các bạn có cho nó những cái nét dao ở giữa những cái nét khe này, nó sẽ thể hiện những cái nét dao màu đen ở đây. Đây mình để 0.5 mà không bán kính được 0.8. Đây phần render này thì ở đây mình đang render bằng CPU, bạn có thể render bằng CUDA này, có render bằng card. Ở đây, đây các thông số tùy chỉnh của mình, gần như là mình cũng để mặc định thôi, không chỉnh nhiều. Và cái này mình được chỉ để ra là UTN mask nhé. Đây mình trừ 3, trừ 1, 50. Và đây submit mình để 2000, 0.3. Và tất cả chỉ gần như là thông số mặc định. Đó, với bài hôm nay thì mình chia sẻ đơn giản thế thôi. Mình sẽ xem thử cho các bạn. Ok, các bạn có thể thấy bài của mình đây. Và đây là ảnh mà mình gen xong rồi. Thì với thông số mà mình vừa thiết lập, với thông số đèn và thông số cài đặt mình vừa thiết lập, thì các bạn có thể thấy đây là ảnh của mình sau khi render xong. Thì phần này là mình có tích vào cái phần denoise, nhưng mà mình để diffuse, mình cũng không đặt cài đặt thông số. Thì ở đây các bạn còn cái file mà không denoise đây, thì các bạn có thể thấy là nó cũng không bị noise nhiều. Nếu các bạn để cái phần thậm chí mình để không 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 đi noi ấy, thì bài của mình sẽ thật hơn, nhìn nó có cái độ chân thật hơn. Chứ còn nếu mà mình để đi noi ấy, thì những cái phần này nó giảm nhiễu đi, nhưng mà nó sẽ mất đi một số chi tiết. Ok, thì mình có để file này ở dưới phần mô tả các video các bạn nhé. Bạn nào muốn mình để full hết tất cả vật liệu ánh sáng, bạn nào có thể download về test thoải mái. Mình để giữ nguyên file và gửi lên cho các bạn. Nếu bạn thấy hay thì có thể like, subscribe kênh của mình nhé. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi, để nhận thông báo mới nhất của mình. Chào tạm biệt các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.